Chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về chiếc lọc Equalizer đến từ hãng Victor. Model của nó là CM770. Với chiếc lọc này thì nó sẽ có thiết kế là hai dãy đèn nước rất là đẹp. Và đặc biệt là cái dòng này thì nó sẽ có thiết kế nấm volume nha. Anh em có thể sử dụng nó để làm rè. Và chất âm của dòng này thì rất hay. Và tất cả điều khiển bằng kỹ thuật số nha. Tần số là từ 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kg, 2,5kg, 6kg và 16kg. Nó sẽ có tổng cộng là 6 bộ nhớ nha. Và với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta điều khiển từ xa. Và em đã làm được một cái khiển học có thể chỉnh full được các chức năng nha anh em. Đây anh em có thể chỉnh volume nè. Ta nhấn volume và ngắt tiếng nè. Khi mà ta ngắt tiếng thì cái nấm volume nó sẽ xoay về. Rất hay nha. Volume. Và các bộ nhớ ở phía dưới nha. Đây là các bộ nhớ phía dưới đây. Bộ nhớ số 1, số 2, A, B, C, D, F ha. Hoặc là ta có thể chỉnh tay. Tắt mã lọc nha. Rồi bây giờ em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về cái hiệu ứng lọc của chiếc lọc Victor. Với chiếc lọc này thì nó sẽ có thiết kế hai dãy đèn nước rất là đẹp nha anh em. Chất âm con này thì rất là hay nha, dòng này nổi tiếng nha. Về cái size chiều ngang của máy nha, đây là size tiêu chuẩn 435mm nha, size to, anh em trưng bày rất là đẹp. Và hiện tại là em đang phối ghép cùng với chiếc Andy Đà Nông AVC3808, size lớn rất là đẹp nha. Và chiều cao của nó là 100mm nha, chiều sâu là 300mm, size lớn, trưng bày rất là đẹp nha. Dàn đèn nước kỹ thuật số, chỉnh volume, đây là khiển full chức năng nha. Tắt mở nguồn nè, mở nguồn lên nè. Chỉnh volume. Đây là các bộ nhớ nha. Để thay đổi bộ nhớ nè, em nhấn volume lên nha. Và ta nhấn nút C memory. Và ta nhấn nút cái bộ nhớ nha. Nó sẽ nhớ cái vị trí nhớ đó. Đã nhớ rồi nha. Cận cảnh mặt trước của máy nha anh em, mặt gương bóng nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng nha. Nấm chỉnh volume, điều khiển từ xa rất là dễ dàng. Đây là nút tắt mở lọc nha, tắt mở chức năng lọc.
có khiển từ xa luôn nha. Đây là mắt nhận hồng ngoại nè. Size lớn, size 435mm. Đây là kết nối phía sau nha, ngõ vào in, out. Victor CM770, điện áp 100V, công suất của nó là 14W, dòng này sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan, Tokyo Japan, made in Japan luôn. Đang phối ghép cùng với chiếc Andy Danone AVC3808, size lớn luôn nha anh em, nhìn rất là đẹp. Chiếc là Victor CM770, thiết kế hai dải đèn nước, hỗ trợ điều khiển từ xa, chỉnh volume, anh em có thể sử dụng làm rề và cải thiện chất âm trong bộ dàn. Và đây là dòng size lớn 435mm, rất là dễ dàng phối ghép. Và đặc biệt là dòng này sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Và với chiếc là Victor CM770 thì em sẽ bán với giá là 5.300.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh, nếu như ủng hộ thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.